Ông nào thích thì alo. Em thì có tiền thì mới dám hỏi, không có tiền thì chịu. Anh á? Hả? Hết tiền, lúc ấy đang thèm cây mini. Lấy cây mini mấy chục. Chứ có, không có thì ấy làm gì, ông cứ gọi. Ông bảo là để lại đâu ấy. Mình thì đâu có dám lấy đắt đâu. Chứ mua cây về thì người ta, những cây đều người ta đều biết cả. Đúng là ta hỏi biết thì mình không chỗ này không đưa đây không phải đi đâu đi đâu thì mình lại đi múc cái khác không cắt đi đường này không nhiều khi ngại mang tiếng mình đi thằng lòng buồn lắm ai làm thì phải chúng ta cũng phải mình làm không chúng ta về đó không cho mình có về bốn thân bốn thân buôn đấy đẹp mà chúng tôi so cho kỹ à bốn mấy cái này đây này so chung quanh đi đẹp đấy quả này to phải đứng xa ra đấy năm thân con một con bốn thân gần năm thân nhỉ đấy bàn tay bé tí rồi à đây có người mẫu đây rồi đấy. Đấy. Đấy từ từ năm thân trước anh ngồi đây là ngồi lên đây để phối làm nền đấy cây năm thân mấy cây bốn thân thì bốn mặt đều đẹp cây năm thân thì rất bề bệ mấy cây ở nhà to hơn hay nhỏ hơn anh nhưng lại to hơn cây này cây năm thân to hơn đúng không thế còn cây ba thân cũng to hơn càng này nhỉ này giá anh em ở trên mạng là bao nhiêu đây đây từng cây một cây này đi 18 cái kia 25 được cây này chân bệ hay hơn cây hôm trước cây này nó có chị nguyên xi măng sao nó ảnh hưởng cây nhà thơ quạt quại thơ cây này vợ đuổi ra đây ngủ ngồi được nhưng mà ngủ được cây này bố cục đẹp nó không được già lắm đồng chí nuôi nhiều chim không? Không, có nhiều chim bố cục đẹp. Bố trả chú về lên chú chơi thằng này. Bố cục đẹp, nó mặt đều. Quay những cái cây to này không biết quay từ đâu bây giờ. Sạch sẽ. Biết ngồi đâu chắc có người thích hai con nhà hả? Ông ấy không mua được năm điểm. Chỉ có ấy thôi, tâm tâm dưới thôi. Chúng ta để cơ quan này chơi được không? Phong cách người ta thế rồi mình. Cây đẹp đến mấy hay nhiều tiền là bỏ qua, mặc dù có tiền mua. Đấy. Phong cách như vậy khó thay đổi cái tính. Từng cây một, cứ đi từng cây một. Đấy, nhắn nhụi. Đây, giá nhắn nhụi. Cao tầm 1m2 nhỉ? 80 phân thôi à? Ừ. Chú ngay đi chơi à? Vâng. Nó cao thế nhỉ? 80 phân. Cây này chắc cao hơn 1m tí. Chui vào đâu rồi đi bây giờ? Để kiếm cái lối đi vào quay cho ông anh cái cây này xem nào. Đấy. Tìm được đường vào rồi. Hôm nay ở nhà to to tí. Có gì hay mà dễ không ơi. Đấy, mặt nào cũng ổn, mặt nào cũng được.
Bằng nào cũng ổn cả. Hoành tráng, quá hoành tráng. Dành cho các bậc đế vương. Có đây là giá gì anh? Đúng, cứ như thôi, cũng là dễ. Anh cái này không con lại to hơn thì là con này nhỏ hơn. Đấy, à đây, mặt sau bên này đây. Quay nốt cái mặt sau này, ổn. Nó phải mười mấy lần. Bốn mặt đều là mặt tiền. Bốn mặt. Ồ đấy, cây này hay đấy. Chết thật. Ô mấy ông vẫn chảy. Giá hóa được tính hả ông kín. Nó lại chạy ở đây nó bắt kêu lại nó xin chết sợ. Anh ơi, sang đây uống nước nào. Anh vừa uống rồi. Anh em vừa uống rồi. Anh em thăng nước kìa. Không 982. Kinh nhé. Chú đọc rõ đi. Đọc đi. 982. 982. Tốt quá đấy. 705 096 lại xuân trước à. Mấy ông bảo alo xuân trước chả chịu gửi cây gì cả. Đây, chú đấy. Chán thế. Bảo là mua thì ra chợ, thế thì ông nào ở xa thì chịu. Tôi đang mua thì chỉ ra chợ. Có mấy người gọi nhưng mà cuối cùng mình chưa bán được cho người ta cây nào. Thế sự khó mà gửi đi cây bé tí thì gửi đi đơn giản thôi mà. Không gửi, không qua Thái Bình. Cây xa mấy. Hôm qua ông cứ gọi ông à. Gọi không chịu gửi cho mình. Mình chịu phí. Chứ anh chả gửi anh rồi. Nói chung là chưa biết nhau cứ cầm tiền cái xong mình gửi. Ừ nhưng họ gói đâu. Không, bán thì anh bán rồi chứ. Nói này gói. Gửi đi. Khách mới. Đấy con này mà ok phát chuyển vào miền Nam ok nhỉ. Quá đơn giản. Chuyển vào miền Nam thì chuyển đâu nhỉ. Cứ xe rồi chạy tiền thôi, chuyển ra là tươi luôn, chuyển ra là cây chuyển vào, tươi cái là cây vào ngay, bắn phát xong luôn, và một cước đi ra sẽ còn chưa, cây là cây quẩy kiện, đây chứ không phải cây của xuân trước, không xuân trước cái này cái chút đấy, ra, sao sao, à quay cái này gì? Đấy là anh... số là của cây này không phải là số hai cây kia đâu nhá. Cái chứ, thế là cây này vẫn là của anh có gì? À thế à. Chứ sao? Anh nào còn nói láo. Hứ, anh được. Cái loại ngu hồi. Thì bao tiền? Cái này á? Ừ. 25 triệu. Ui dồi. 25 triệu. Ừ. Trời ơi á, chú là người ấy lại kêu trời ơi. Ừ. Rẻ quá. Nói rẻ quá. Sao kinh đấy. Nhưng mà vẫn hơi cao hơn so với người đấy. Đương nhiên là cao hơn anh rồi. Cái này nó vẫn cao hơn anh. Với anh có 1m7 thôi. Mong các bạn chia sẻ hộ nhá. Xuân trước có 1m7 thôi. Người ta lại thích người. 25 triệu. Nhưng người ta lại thích người sao? Thì đây, thích người thì không bán được rồi. Nhưng quan pháp luật là không bán được rồi. Ông mấy, rồi. Mấy bà là mê lắm đấy. Cao. Mấy bà mê cao lắm. Cao hơn anh. Thôi mà là đi. Mấy chị em là ở trên là mê xuân trước đó. Đương nhiên rồi, chị em không mê đâu. Riêng nói các chị em là không mê xuân trước đâu. Ờ mê chứ. Vì xuân trước là chỉ có 1m7 thôi. Ông bây giờ thích. Thích à? Món này. À đây à. Quan trọng là kỹ thuật nha. Phải sau 5 giờ ấy. Ừ. Tầm tại vì cứ vướng cái đón con nên là đi làm thì về đúng giờ thôi, nhưng mà cái tầm mới lại phải đón con. Nếu mà mẹ nó về sớm thì em vào, mẹ nó đi dạy về muộn. Kinh đấy nhỉ. Thế còn cây này thì mấy chục cái này 6 triệu chú. À 6 triệu tưởng. Cái này gọi là cái gì hả bác? Cây nó không có lá nào. Ừ. Phôi. Phôi rồi đúng không? Mình gọi nó bảo là lên nổi lá lên là nó lên. Thôi, bàn cái loại đây ở đây là 5 bạch chứ. Lá này.
đấy. Đây còn cái này, cái đây bao nhiêu? Mười hai triệu. Nó có gì đặc sắc không? Không vui đặc sắc. Cho thấy cái đấy không đẹp của nó thế này. Khó giải thích làm gì đấy. Người hiểu thì nó dễ, người không hiểu thì nó cứ mua là hiểu, đúng không? Cứ phải buông tiền xuống. Mua đôi lần là hiểu. Sao còn mình biết được á? Ví dụ mình để một bên tiền một bên cây là hiểu ai? Người ta chưa cảm nhận được cái. Ôi, mà nhiều ông mà muốn biết số vời lắm, mà đọc số cái. 0936 292 377. Xa vời vợi mà gần ngay trước mặt. Lần đầu tiên là lộ số. Ở đấy lần đầu tiên đấy. Lộ bên số. Bán hàng thì đa số cái quen bán hay bắt cái đồ đặc sắc. Nhưng mà thiện chí thì đang alo, cứ alo là vặt bệt lắm. Được, cái này được. Chân cảng được. Đang nằm ở cái chậu này nó hơi tù. Nuôi mình đang muốn không muốn nhổ nó ra. Để nó đang mạnh như này thì mình để nuôi cho nó nhanh. Thì còn giờ nhổ ra xong này một lần nữa. Làm rồi cắt giật này, cái nhát này này. Cái nhát này nhiều, này. Nhiều lần các ông đây này, đây này, đây này. Con này mà phải nói là cắt chuyển quá nhiều luôn. Nhát này nhát thí mạng này. Còn cái nhát này này, cái nhát này này. Đây này, nãy giờ là nhát này, cái nhát cuối cùng. Nhiều hôm mà khuya mà các ông cũng gọi và hỏi số ông này, không biết, không có số. Đấy, này có số rồi. Mèo mó nó, mèo không mèo mó, cái này mà đang tầm đến tầm khá mà. Còn mấy anh em đây thì có số cả rồi. Anh em xem thì biết hết. Rồi. Có số của anh đâu. Hả? Chú có số của anh đâu. Chú mai 7456 chú có. Nhưng mà... Có số của chú thôi. Toàn trong bà gọi gạ tình đúng không? Chặt cây số gạ tình thôi. Nhìn người là này là kỹ thuật cao đấy. Đấy. Ở đấy nhìn cái mặt chỗ này nhìn béo béo rồi nhìn thích. Mày sao tác phẩm này nó làm không nói béo béo mà nhìn mặt này thấy gầy gầy. Nó béo. Còn cái xi này. Đúng mũi rồi. Xi này là 3,5 triệu. Xi tay chuột. Hay đấy nhỉ. Đấy, chả mấy khi có hàng rẻ đẹp. Rừng xi là chuột hay đấy, có con rừng già lắm mà để trong vườn tân chạy xả mang rừng xi ok. Khu vực này đây chắc là đẹp đẹp nhất chợ là ở đây rồi. Đẹp cây chất lượng có anh Thiện này có cây hai cái to đẹp vời xanh xuân trước đây, xuân trước đứng ngay đằng trước đây. Đẹp rồi. Ok nhá, xin chào nhá.